Xin chào các bạn. Trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một hệ thống hay một ý tưởng về IoT đó mà mình đã làm trong cái đồ án môn học 2 mình vừa qua. Thì vấn đề đặt ra là làm sao có thể giám sát được một hệ thống nhân viên của một công ty nào đó, rồi có thể giám sát được điều kiện môi trường làm việc của nhân viên công ty. Rồi, trong cái đồ án của mình thì sẽ có hai phần, phần thứ nhất là phần cứng và phần thứ hai là phần mềm. Thì thứ nhất là mình xin đi qua phần cứng trước. Phần cứng như các bạn đã thấy thì ở đây là mình có một cái kit. Đây là cái bộ mình gọi nó là transmitter, là bộ truyền dữ liệu, bởi vì là nó sẽ có là USB đọc dữ liệu, Arduino đọc dữ liệu từ DSP1, và USB sẽ có nhiệm vụ là gửi dữ liệu ra đi đâu thì tí hồi mình sẽ nói với các bạn sau. Rồi, đây là một cái hàng hình LCD với giao tiếp là I2C. Đây là giờ, phút, hiển thị số to, giây, ngày tháng năm nè, nhiệt độ, độ ẩm nè. Và đây là một cái khung khoảng trắng space để mà trừ ra cái khi mà mình quẹt thẻ từ vào đây thì nó sẽ hiện lên cái mã thẻ ở đây. Đây là các bạn phím cảm ứng điện dung. Này mình bỏ qua nó chạm luôn rồi. Sẽ reset nó lại. Rồi, đây là cái bàn phím cảm ứng điện dung, là cái bàn tay các bạn đụng vào thì nó cũng là ăn rồi, tích cực rồi. Thì các bạn thấy là mình sử dụng 3 phím, là phím 1, 2 và 3. Phím 3 là lựa chọn mode để mà lựa chỉnh ngày giờ tháng năm gì đó. Phím 2 là tăng và phím 1 là giảm. Nên mình demo các bạn xem. Phím 3 nè. Và chế độ chỉnh nè. Các bạn muốn chỉnh gì? Giờ tăng lên 16 ha. Đó, 16 giảm số. Là giờ các bạn sẽ chỉnh rồi, các bạn bấm lưu đi. Rồi. Ok. Cái thời gian thời công thực này mình sẽ dùng IC là DS1307, có một cục pin ở đây mình để lưu trữ cái thời gian, sẽ không lo bị mất khi mất điện. Đây là một cái kit, đây là cái module USB các bạn. Đây là cái chuẩn I2C, cái bọc I2C của mình đã nối ra từ kit Arduino. Đây là cái bọc nguồn nè, bọc nguồn GND 3.3V và 5V. Đây là các ngõ IO của cái kit Arduino mình đã nối ra đây. Đây là digital pin nè, đây là analog pin nè. Đây là một cái testbed mini để các bạn có thể là gắn thêm các thiết bị ngoại vi hoặc là các cảm biến gì đó tùy ý các bạn, và các bạn câu dây vào đây rất tiện lợi nha. Rồi, xong bộ transmitter. Giờ có bộ là receiver, là bộ này bộ nhận tín hiệu từ đây nè, thì con USB này chuyển qua đây nè. Như các bạn thấy là thấy cái đèn nó chớp không? Đó, cái đèn nó chớp có nghĩa là hai con này đang làm việc với nhau, đang gửi tín hiệu cho nhau. Gửi cái gì? Thì gửi nhiệt độ, gửi lên đâu? Thì gửi lên ứng dụng Blink. Ở đây mình cái điện thoại mình đang quay cho nên mình không có thể cho các bạn xem được cái ứng dụng Blink nó thể hiện cái nhiệt độ như thế nào nha. Mình xin lỗi các bạn về phần này, là mình có một điện thoại à. Rồi, con NetMCU này sẽ kết nối với Wi-Fi của phòng mình và nó sẽ gửi nhiệt độ, độ ẩm lên ứng dụng Blink, và có thể người dùng có thể là giám sát từ xa. Con này kết nối với Wi-Fi của mình và sẽ đẩy dữ liệu lên Internet, và điện thoại của mình đây đã tải ứng dụng Blink về và sẽ kết nối với một mạng Internet nào đó và có thể giám sát được nhiệt độ, độ ẩm tại cái môi trường làm việc của nhân viên. Rồi, thì ở đây các bạn quẹt thẻ thì nó sẽ hiển thị mã thẻ của các bạn lên đây. Thẻ này có vẻ dễ nha. Thẻ như khi ăn lúc không các bạn. Reset hệ thống nha.
rồi. Thẻ đó cho vào này thì nó bị treo. Rồi, như vậy thì bảo vệ thẻ lên đây. Thì ở đây mình có thiết kế cho các bạn một cái giao diện người dùng với tài khoản mặc định của mình đã cài đặt từ trước. Thì trước khi đi vào thì các bạn mình giới thiệu sơ về cái phần bên này. Các bạn có thể đăng ký tài khoản các bạn ở đây, ở sign up ở đây, đăng ký ở đây và bạn các bạn nhớ chấp nhận nha. Xong rồi các bạn có thể trở về. Mình đã đăng ký từ trước rồi với một tài khoản mặc định là admin và admin, thì các bạn mình vào cho các bạn xem luôn. Rồi, đã vào rồi. Đây là một cái giao diện người dùng nha, có điện để quản lý và giám sát nhân viên nha. Để cái form home nè, thống kê được số tài khoản, số nhân viên nè và sự có mặt nè. Đây là cái form điểm danh nè. Đây form đăng ký nhân viên là đăng ký thẻ đó. Đăng ký thẻ từ nè. Các bạn đăng ký thẻ từ vào mã thẻ ở đây, tên, khoa, chức danh và các thông tin cần thiết. Đây là hình, rót hình lên đây. Đây là tra cứu nhân viên, tra cứu tài khoản người dùng. Đây admin, admin của mình đây. Danh sách nhân viên và điểm danh thì chưa có. Điểm danh kết nối. Form 4 là nước MCU, form 3 là no. Đây là reset form, khi mà form bị treo các bạn vào hướng này để mà reset đó mà. Rồi ở form attendant này mình sẽ connect với phần cứng là connect với cái bo transmitter này, này các bạn. Connect là đây đây. Rồi trước khi mà các bạn điểm danh, các bạn phải xóa hết dữ liệu trong cơ sở dữ liệu này, không thôi là nó sẽ báo lỗi nha. Rồi mình sẽ quẹt với một cái thẻ từ nữa này. Sẽ giữ một thẻ khác. Rồi sau khi các bạn đã điểm danh xong đó, thì các bạn có thể xuất ra file Excel được luôn nha. Không, trước khi xuất ra file Excel, ví dụ mình muốn ở đây cái vùng thắt nó đó, ví dụ như mình muốn yêu cầu là không nếu mình đi trễ bởi vì xe hư, những thẻ ghi vào đây xe hư. Nào mình sẽ split lên. Display nha. Reload form lại thì nó sẽ báo là đây là xe hư cho mình. Ví dụ các bạn đi trễ mình có lý do rồi đó. Và các bạn có thể xuất ra file Excel của nhân viên điểm danh, nhân viên có mặt ngày hôm đó. Mình lưu vào desktop nha. Mình lưu đè lên cái file cũ nha. Sách này. Rồi, đó. Sẽ ra được cái danh sách những nhân viên ngày hôm đó có đi làm và hồi nãy mình đã submit là xe mình hư và mình trong có trong một sách nó của mình. Đó, hệ thống của mình là như vậy. Rồi, đây là một hệ thống mà có thể giám sát và quản lý nhân viên, có sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Phần cứng mình dùng chủ yếu là Bo Arduino và phần mềm mình sử dụng C#. Ngoài ra có kết hợp với Microsoft đó là Excel. Hệ thống mình như vậy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.